Giải mã ngôi nhà khiến ai đi vào cũng nghiêng về phía trước 45 độ mà không ngã. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị như trọng lực hoàn toàn biến mất khi bước chân vào ngôi nhà đặc biệt này. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh như thác nước chảy từ trên xuống, con người đứng trên mặt đất hay thủy triều dâng. Điều này là do lực hút trái đất tạo ra. Ấy thế mà trên trái đất ẩn chứa những vùng đặc biệt mà lực hấp dẫn dường như không tồn tại, khiến con người nghiêng về phía trước 45 độ mà không ngã. Điểm đặc biệt mà được nhắc đến ở đây là Mystery Spot, một ngôi nhà gỗ thuộc thành phố Santa Cruz, California, Mỹ. Ngay từ những phút giây đầu tiên phát hiện ra vào năm 1939, nhiều người đã cảm thấy không kiểm soát được chính mình. Họ chia sẻ rằng thấy mình mất thăng bằng và chóng mặt. Không những thế, nhiều người đã nghiêng một góc 45 độ mà không hề bị ngã. Chiều cao của mỗi người thay đổi khi họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đồ vật cây cối cũng nghiêng ngả theo. Những giả thuyết và lời giải cho bí ẩn ngôi nhà nghiêng. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm giải thích cho sự kỳ lạ diễn ra ở Mystery Spot. Một trong lời giải thích được nhiều người tin đó là việc nó liên quan đến địa bay của người ngoài hành tinh. Họ cho rằng dưới phần đất khu vực này có chôn một chiếc địa bay và chính người ngoài hành tinh đã bóp méo lực hấp dẫn nơi đây. Giả thuyết này vấp phải khá nhiều sự phản đối và tạo sóng dư luận. Khi các nhà khoa học một mực bác bỏ thì nhiều người ủng hộ UFO lại tán thành chúng. Nhiều người khác lại cho rằng căn nhà gỗ nằm trong vùng điện từ mạnh khiến cho mọi vật ở đây đều nghiêng nghiêng. Chỉ khi nhà tâm lý học Ray Hyben đưa ra lời giải thích của mình vào năm 1981 thì những tranh cãi về bí ẩn ngôi nhà này mới nguội. Ông nói rằng căn nhà này được xây dựng theo lối kiến trúc lạ, nằm ở bề mặt không ngang bằng, góc nhà cũng không xây vuông, tường nhà không xây thẳng. Chính kiến trúc như vậy khiến hình chiếu của hình ảnh bị nghiêng, bị móp méo để đánh lừa người nhìn. Hyman nói thêm rằng do não bộ luôn cứng đầu cho rằng căn phòng nào cũng có hình chữ nhật, ngôi nhà nào cũng xây vuông vức và bắt ta phải nghĩ rằng đây là một căn phòng hình chữ nhật. Căn phòng Hermes là một loại ảo ảnh thị giác sử dụng căn phòng bị bóp méo để đánh lừa người nhìn. Nhưng khi ở trong không gian đó, não bộ của chúng ta đang cố định hướng, sử dụng các phương thẳng và phương ngang để nhận biết cái gì lên và cái gì xuống. Lúc không có đường ngang để tham chiếu, não chúng ta đã phạm sai lầm. Chiếc giày độc nhất vô nhị làm từ vỏ cây. Những đôi giày hàng hiệu này được làm từ các nguyên liệu thiên nhiên một cách vô cùng khéo léo và tinh xảo. Christopher Guinness là một nghệ sĩ người Pháp chuyên chế tác các tác phẩm nghệ thuật theo nguyên mẫu những đôi giày thể thao này từ các nguyên liệu tự nhiên như đá, đất trồng cây, nụ hoa. Mới đây, Guinness đã giới thiệu đến mọi người tác phẩm mới nhất của chính mình, một chiếc giày này được làm hoàn toàn từ vỏ cây khô. Anh đã tạo ra chiếc giày này bằng cách chắp nối từng mảnh ghép với nhau bằng keo dán, vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn. Anh Christopher Guinness cho biết, thông qua các tác phẩm của mình, anh muốn kêu gọi mọi người hãy chú ý đến môi trường tự nhiên hơn. Bên cạnh chiếc giày làm từ vỏ cây khô này, anh Guinness đã từng cho ra đời không ít những chiếc giày này, làm từ nụ hoa, đất trồng cây nén chặt, hoa cúc. So với những chiếc giày nai nguyên bản, những chiếc giày làm từ tự nhiên này khá hoàn hảo và gần như không có sai sót trong thiết kế.